Hello everyone. In today's video, we're going to relax and enjoy the top 10 funniest moments from around the world. From hilarious situations to unexpected surprises, you're sure to have a great time and laugh out loud. Don't forget to like, subscribe, and turn on notifications so you won't miss our latest videos. I hope my- Bao lâu ta lại yêu một người yêu một đời. Ha, ai ở bên anh cũng đã đi mất rồi. Người từng là thế giới bỗng dưng hoa. Oh,